Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện chương trình phối hợp vận động phụ nữ Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2022, góp phần tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân biên giới tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới. Trong chuyên đề kỳ này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn phóng sự phụ nữ xã Mỹ Thạnh Tây trong công tác bảo vệ biên giới. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Mỹ Thạnh Tây đã phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, thực hiện chỉ thị 01/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thạnh Tây xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây triển khai rộng rãi đến các hội viên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong gìn giữ đường biên, mốc biên giới. Từ đó đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Để góp phần cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn an toàn và xây dựng hội vững mạnh xuất sắc, thì Hội Phụ nữ tất nhiên tới Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho chị em hội viên nâng cao ý thức, kịp thời phát hiện và tố giác các loại tội phạm để xây dựng biên giới hòa bình ổn định. Mỹ Thạnh Tây là xã biên giới thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông đi lại chưa được hoàn thiện. Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh Tây đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao vai trò, trách nhiệm, cảnh giác, không để phần tử xấu lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân, kiên quyết đấu tranh tố giác tội phạm trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thạnh Tây phối hợp với đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật biên giới quốc gia, Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Luật phòng chống ma túy, Luật hôn nhân gia đình. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh mô hình 40, không xâm canh, không ngủ qua đêm, không mua bán, thiếu nợ nhau, không thả gia súc gia cầm qua biên giới cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn, thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Phát huy cái vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thì thời gian qua cấp ủy, ban chỉ huy đồn đã chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thạnh Tây trong việc tuyên truyền, vận động chị em hội viên phụ nữ ở các lớp nêu cao ý thức chấp hành mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nước. Bên cạnh đó là kịp thời phát hiện và tố giác mọi cái hoạt động của các cái đối tượng trên khu biên giới để kịp thời xử lý các cái vấn đề nhanh gọn chính xác. Thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Mỹ Thạnh Tây đã phối hợp đồn biên phòng và ban ngành đoàn thể xã tổ chức phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhân viên biên giới nêu cao tinh thần trách nhiệm và tự giác đăng ký tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Qua đó giúp cán bộ, hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ nói riêng và nhân dân biên giới nói chung nâng cao nhận thức về quy chế biên giới, kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi, dấu hiệu làm sai lệch đường biên, cột mốc biên giới. Thông qua các phong trào, ý thức cảnh giác, trách nhiệm của chị em phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ngày được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tuyên truyền vận động cho chị em thì thấy cũng như ở đây có
biên giới có cái dấu hiệu gì khả nghi thì chúng tôi cũng kịp thời báo cáo với đồn biên phòng để có kịp thời xử lý. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và đồn biên phòng còn tham mưu với cấp ủy chính quyền tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt của hội viên phụ nữ, hàng chục cuộc họp tuyên truyền về truyền thống bộ đội biên phòng, ngày biên phòng toàn dân, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tổ chức cho hội viên phụ nữ tham gia lao động tổng dọn vệ sinh đường biên mốc giới, trang bị kiến thức kỹ năng tuyên truyền, vận động người thân, hướng dẫn hội viên và nhân dân cách nhận biết, kịp thời phát hiện tình huống lạ. Đồng thời, cam kết không để người thân và con em trong gia đình vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới. Cảnh giác không để các phần tử xấu mua chuộc, lôi kéo, kích động, gây mất đoàn kết quân dân, dân tộc. Từ các phong trào đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đời sống văn hóa, vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống cho nhân dân nơi biên giới. Cán bộ hội viên và nhân dân biên giới luôn nêu cao ý thức, tích cực tham gia phòng chống tố giác các loại tội phạm, các phần tử xấu, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, khu vực biên giới. Đến nay, đã giúp đỡ kịp thời cho người nghèo, học sinh nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, với tiền mặt và hiện vật trị giá hàng trăm triệu đồng. Hàng năm, khi đến dịp Tết Nguyên Đán, Hội Liên hiệp Phụ nữ còn phối hợp với cán bộ, chiến sĩ, đồn biên phòng, tổ chức gói bánh tét mừng xuân để trao tặng cho các lực lượng đóng trên địa bàn biên giới và thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Có thể nói, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thạnh Tây trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp hết sức thiết thực, tiếp bước truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam và phát huy được vai trò trách nhiệm của người phụ nữ, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới ngày càng vững mạnh.